Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog chia sẻ những kiến thức cực kỳ thực tế của xe hơi. Cụ thể là Mercedes trắng quyền thợ của Duy Nguyễn, bạch mã hoàng tử 7 tỷ đồng. Thì trên tay của Duy Nguyễn là cái tờ phí báo giá bảo dưỡng Mercedes 7 tỷ. Mà cái mốc bảo dưỡng nó ghi là A4 các bạn. A4 chắc là lần bảo dưỡng thứ 4 hay gì đó. Nó có A1, A2, A3, giờ A4. Đại đội lần chạy cốc cần biết lần nó nhiêu cả. Thì xe của Duy Nguyễn này giờ chạy được hai mấy ngàn cây thì bảo dưỡng nó ra A4. Vậy thì cái phí bảo dưỡng A4 nó bao nhiêu? Tôi chia sẻ các bạn bảo đảm là hết hồn liền. Đó là cái nỗi đau của người chơi mạt đó các bạn. Nhưng mà bây giờ trước khi đi qua này định nghĩa sơ sơ cho những bạn chiếu mới còn chưa hiểu mà hỏi bảo dưỡng là gì. Bảo dưỡng giống như đi khám thai định kỳ vậy mấy em. Khi mà ví dụ như gia đình nhà tụi em cô gì gì đó có thai thì sẽ khám ở giai đoạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng gì đó, bác sĩ sẽ cài một cái lịch đó để đi khám. Còn không thì là sức khỏe tổng quát thì nó cũng là như vậy. Thì thằng cái một cái dòng đời của một chiếc xe hơi mà cụ thể là Mercedes của Duy á thì nó cũng có những cái giai đoạn bảo dưỡng. Thì tới cái giai đoạn đó tự nhiên cái hệ thống mẹt nó báo, nó nhảy cạch lên nó báo bảo dưỡng. Mà thông qua chương trình bảo dưỡng này á thì Duy cũng nói chia sẻ với các bạn là Duy đã nợ bảo dưỡng mấy ngàn cây rồi đúng không? Tại sao mà Duy phải buộc đi bảo dưỡng? Tại vì đơn giản á là nó không tính đi đâu. Đi là mấy con khỉ gì đó, không tính đi. Nhưng mà tự nhiên bữa đẹp trời xong rồi cái mình tính qua bên quận 9 mình dạy TH Hòa Đặc Karami, đồng hồ nó báo lỗi hết nước làm mát động cơ. Ồ, nghe ghê. Cái vụ này nghe ghê ba. Hết nước làm mát kính hay là rửa kính đâu còn chuyện nhỏ. Mình ra đường rồi mình lấy nước của mình lau luôn cũng được. Đó. Nhưng mà hả, hết nước làm mát động cơ nghe nó ghê ghê. Xong rồi cái gọi điện thoại lên hãng, nó khứa kia, ê cu, giờ hết nước này chạy được không mày? Cái nói chạy thì được anh, nhưng mà khi nào anh thấy đồng hồ nhiệt nó báo trên 90 độ anh là xe nó không cho chạy nữa. Cái đó là sao? Thì mày, bây giờ đang báo 90 nè. Cái đó không, anh 90 là bình thường, trên 90 mới bất thường. Thì anh mình hỏi nó, ủa vậy chừng nào trên 90 ai biết anh? Ủa bố ai dám chạy? Nên bữa nó cho lớp nghỉ luôn. Nó thôi lớp nghỉ luôn đi, sắp đi bảo dưỡng. Đó, sao bảo dưỡng bằng cái giá này. Rồi tiếp tục một câu hỏi phụ nữa là bảo dưỡng bảo hiểm có trả không? Bảo hiểm bảo dưỡng có trả không? Bảo dưỡng bảo hiểm có trả không các bạn? Chưa chắc à, mày đừng tào lâm, chưa chắc. Trong khi mà tụi em mua bảo hiểm á, ở bên Mỹ á, nó có thêm một cái tính năng option là cái thêm, tức là cái phí bảo hiểm căn bản là không chơi mấy cái này. Nhưng mà nó sẽ có thêm một cái option phụ là lúc lủng bánh nó cũng chịu nè. Rồi hết nhớt nó chịu nè. Rồi bảo dưỡng nó chịu luôn nè. Nhưng mà thay đồ nó không chịu nha. Tụi em phải hiểu là cái phí bảo dưỡng là cái gì. Cái phí bảo dưỡng là giống như đi khám sức khỏe tổng quát xong của con vợ, xong rồi cầm cái tờ giấy đó qua tiệm thuốc của thằng chồng mua. Hai cái hành vi đó khác nhau. Ok. Khác nhau. Ví dụ giờ ok mày đi bảo dưỡng tao quăng mày rì bọt nè. Rồi xong. Mày trị không trị kệ mẹ mày. Nó là vậy đó mấy em. Nhưng mà nói vậy nó cũng hoàn toàn đúng các bạn. Tức là trong những cái loại mà nó chuẩn đoán ra bệnh á thì có những cái bệnh nghiêm trọng và những cái bệnh không nghiêm trọng. Những cái bệnh nghiêm trọng bắt buộc là phải trị, còn những cái bệnh không nghiêm trọng á là gọi là option, mày trị trị kệ mày từ điều kiện kinh tế của mày. Ok. Yes. Rồi trả lời về các bạn rõ rồi gì giờ bảo dưỡng cụ thể đời gì bảo dưỡng nhiều xe, khá nhiều xe từ xanh tới trắng. Thì đây là cái A4 của con trắng. Thì giờ phí bảo dưỡng có mắc hay rẻ? Thì phí bảo dưỡng mắc hay rẻ thì lần nào á mẹt nó cũng báo anh đây coi coi. Anh sẽ đọc từng thông số đây cho các bạn thấy không. À, bây giờ á thật sự mình so sánh với Mỹ nữa không? Yes. Trước tiên mình nên so sánh với Mỹ chút xíu đi đó các bạn. Mấy thằng khứa nào mà nói mua xe Việt Nam mắc gấp 2 gấp 3 lần Mỹ á là mấy thằng đó ở nhà mướn nha các bạn. Thì bây giờ á khi mà bảo dưỡng xe ở Việt Nam á thì chắc chắn rẻ hơn bên Mỹ. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Cái chuyện đó là cái chuyện thứ nhất là cái lao động bên Mỹ nó mắc hơn. Thì kiểu gì bảo dưỡng nó phí nó mắc cao hơn. Đúng không? Kiểu gì phí bảo dưỡng nó cũng cao hơn. Còn thay đồ á thì thật sự á Duy không dám nói hết tất cả dòng xe, nhưng mà mấy bạn Duy chạy mạc bên Mỹ á thì thay đồ nó sẽ mắc hơn ở Việt Nam một chút. Nó sẽ mắc hơn ở Việt Nam một chút nha các bạn. Linh kiện á, mấy cái đồ linh kiện này nọ đó đắt hơn chút. Quay lại vấn đề phí bảo dưỡng ở Việt Nam nè. Nó là bây giờ công bảo dưỡng, đầu tiên nó tính công bảo dưỡng. Công bảo dưỡng là cái gì? Là 960 ngàn. Tức là cái công đem xe mình đi bảo dưỡng á, rẻ mà. Công bảo dưỡng tức là bây giờ bảo dưỡng thì anh chỉ cần nhắn mẹt, ê xe anh bảo dưỡng nè em, ờ mai rảnh mấy giờ gửi chìa khóa lễ tân đi em tới em lấy.
đó. Tới để tăng đúng không, tên gì đưa chứng minh nhân ra chừng lấy xe tao đi bán cho mày đó. Ok dạ em tên ABC rồi một chứng minh nhân ra, xong cái nhân tin lễ tân chụp hình thằng Khứa này ngày mai là lấy xe nè đồ các kiểu, xong rồi chạy xe rót tới bảo dưỡng xong một chút xíu khoảng 2 tiếng đồng hồ sau gửi bản báo giá, rồi bán báo giá đưa số tài khoản kêu mình chuyển tiền xong 2 tiếng sau xách xe lại trả. Wow, đó là bảo dưỡng dành cho anh. Còn bảo dưỡng dành cho bạn sau thì có thể là mỗi hãng một bảo dưỡng khác nhau, Honda bảo dưỡng kiểu khác, còn Mazda bảo dưỡng kiểu khác, và VinFast bảo dưỡng kiểu khác nha các bạn. Còn đây mình đang nói về bảo dưỡng của Mercedes thì cái tiền công bảo dưỡng là 160 ngàn, xe nào cũng vậy đó, mua mạc 7 tỷ cũng vậy, mà mạc 700 cũng vậy. Vậy thì từ đó hỏi ra mua mạc 7 tỷ với 700 nào ngon hơn, nó tóm lại thằng nào cay hơn. Bảy cho mày rớt không lên lớp TH là Academy được. Bây giờ em mua cái xe có 700 triệu, em đi bảo dưỡng hết 960 ngàn, thằng kia mua xe 7 tỷ cũng đi bảo dưỡng hết 960 ngàn, mà em trả lời cái thằng S 400 cây hơn là sao, đúng không? Thằng kia nó phải cây hơn chứ. Nó mà ngược lại đi đâu đi đóng BOT cũng vậy, cái thằng VinFast nó sẽ cây rất là nhiều chứ, đúng không? Cái thằng VinFast Fadil có 400 triệu à, nó đi ngang cái thu phí kia cũng hết là 25 ngàn, anh đi vô nhỏ kia cũng lấy anh 25 ngàn. Ủa anh này em biết anh nè, nó khác liền, khác liền các bạn. Rồi tiếp tục qua cái phần thứ hai là cài đặt lịch bảo dưỡng. Vậy thì cái hành động cài đặt lịch bảo dưỡng là gì? Giống như cái đồng hồ của em nó báo á là tới đây bảo dưỡng A4, cái vô reset lại nhấn nút cái cạch rồi là bỏ A4 đi, rồi bây giờ cài đặt lịch mới, một cái động tác lích chuột của nó, giá tiền là 160 ngàn, thơm không? Là hai phí nữa, gì phí bảo dưỡng riêng rồi phí cài đặt bảo dưỡng riêng. Rồi tiếp tục tới những cái phí khác, nhớt máy là nó báo giá thay, nhớt máy là nhiêu ta, nhớt máy đọc rõ số dòng luôn nha các bạn, ra thị trường chợ đen mua chắc rẻ hơn á. Nhớt máy là 229.5 đó, nhớt máy loại đó đó, giá tiền 2.163.000, 2.163.000 nhất máy của mạc 7 tỷ, dòng nhất máy là 229.5. rồi xong, cái này có thay không? Rồi ra thị trường chợ đen mua chắc chắn rẻ hơn này, anh không bàn cãi với em, cái chuyện của trong hãng nó lặng vậy nghe. Rồi xong rồi cái công mà lọc nhớt động cơ, không biết cái công hay là cái thiết bị kệ bà nó đi, nó đề chữ là lọc nhớt động cơ 1.064.000 đó, 1.064.000. Rồi tất cả nó ra hóa đơn thêm 10% VAT nữa. Vậy thì nói tóm lại là cái bảo dưỡng A4 kỳ này, bảo dưỡng A4 kỳ này nó chỉ có 4 hạng mục cộng lại giá tiền là 4.781.000. Mắc hay rẻ các bạn? Mắc hay rẻ? Rẻ bèo đúng không? Vậy thì mình kết luận chạy mạc bảo dưỡng rẻ bèo, đúng không? Đương nhiên là không rồi. Tại vì người chạy mạc thì mới kết luận là chạy mạc bảo dưỡng rẻ, còn nếu mà người chạy pin Fadil thì sẽ nói bảo dưỡng mạc mắc. Bây giờ bảo hiểm mạc này là rẻ, là chúng ta không thể nào cãi được, đúng không ạ? Con mạc 7 tỷ bảo dưỡng giờ có 4 triệu mấy là rẻ, đâu thể nào cãi được. Không có thằng nào mà nó rảnh nó chạy cái xe đi, nó tháo nó rửa, nó coi để nó lấy 400 ngàn cả, nó bị gì á. Đúng không các bạn? Các bạn suy nghĩ hợp lý không? Bây giờ sống ở trong cái gầm trời này, bạn đi ta chạy cái xe tới rửa này rửa kia, công phí lao động sức thời gian chi phí cơ hội các kiểu, dặn ốc bù lon tán rửa xe đồ thay nhớt lọc dầu vô lấy 400 ngàn, có làm không? Nope. Nên đừng bao giờ nói chuyện với những thằng như vậy. Khi mà bạn nói chuyện với những thằng mà nãy giờ nó chọt chọt vô đó là bạn không bao giờ bằng tiến bộ được hết á, hiểu không? Mà bây giờ tôi vẫn kết luận là cái này nó rẻ, nhưng mà tôi không đồng ý với bảo dưỡng mạc rẻ, là Duy Nguyễn có lý do của mình. Bạn nhớ lần trước bảo hiểm con mẹ xanh mua 2.7 tỷ bảo dưỡng, cái lần đó thay đồ gần 100 triệu. Wow, 135 triệu gì đó quên rồi, hình như 135 triệu luôn hay gì á đó. Thì cái lần đó là mắc. Vậy thì nó mắc hay nó rẻ là do gì? Do bạn thay đồ gì thôi. Vậy thì muốn như thế nào vậy, thay đồ gì? Thứ nhất là có hai lý do dẫn tới thay đồ, một xui, đúng không? 1 triệu chiếc xe mẹ của mình tôi hư kim xăng thôi, đó là xui, đúng chưa? Thứ hai là do chạy ở đường xá, khí hậu môi trường nó làm cho cái thiết bị động cơ nó hư. Ví dụ như bây giờ mấy cái răng rưa cắm lợn bố thắng bố không thắng gì đó, nó hư thì chúng ta phải thay, không thay chúng ta chạy xe nó tai nạn, nó đụng người ta thì sao, ok, đúng chưa? Đó
Nên nói chung á, chạy mẹt nó là một cái gì đó cảm xúc. Cảm xúc mà một khi mà mỗi lần đi bảo dưỡng hồi hộp lắm mẹ. Rất hồi hộp. Nó quăng ra cái bill cũng hồi hộp nữa. Vậy thì đối phó với cái bill như thế nào? Có hai cách đối phó. Bạn muốn chơi cách gọi là anh hùng, hay bạn muốn chơi cái cách mà tiểu nhân xào trẻ? Cách chia lẹ nó trước đi. Ừ đúng rồi, cách chia lẹ nó trước. Cách anh hùng dễ lắm bạn. Thí dụ như bây giờ bạn đi bảo dưỡng đi, bạn gặp cái bill mà vô hãng nó chém bạn như con rồi, chuyện nó khỏi bàn. Tôi không bao giờ tôi bình hãng đó. Hãng nó làm việc rất, nó làm việc khá là tốt, nhưng mà nó chém khá là mắc. Hiểu không? Như vậy hãng xe máy cũng vậy thôi. Thì bây giờ nó đưa cho bạn một cái danh sách phụ tùng thay. Bạn nhìn vô đó, bạn coi cái nào đáng thay thì bạn thay, những cái nào không đáng thay thì bạn dẹp. Vậy thì cái nào đáng thay? Ví dụ đáng thay là gì? Là cái giống như là những cái mà liên quan tới máy, liên quan tới điện tử. Mà lên liên quan điện tử chắc không có đâu, liên quan tới máy thôi. Thì những cái đó mà nên thay trước, giống như là mấy cái dầu nhớt. Đó, mấy cái dầu nhớt rồi mấy cái này cái kia. Còn mấy cái phụ tùng mà nó không liên quan tới máy đó thì bạn phải coi cái đó hư chưa. Chứ cái máy nó báo hư là hư, ví dụ như nhiêu, hư 10% nó cũng báo hư vậy. Rồi bạn nghe thôi đó, bạn thay luôn là đâu có được. Đó, bạn phải coi, mày nó nguy hiểm chưa. Đó, nó chưa nguy hiểm, không thay. Mày chứng minh không được. Mày nói là cái này không thay chạy ghê, tôi thấy có gì đâu ghê, tôi đọc thắng cũng ăn mà. Đâu bố thắng, mày chụp hình tôi coi coi, còn mới mà, không thay. Đó là cách, gọi là cách cư xử quân tử. Đúng không? Cái đó là cách cực kỳ quân tử. Đó là bạn chơi kiểu này là bạn ngon rồi đó. Nói tóm lại là tôi không có thay hết nguyên cái bill. Tại bill nó dài quá, tôi thay 1/3 cái bill hay là 1/2 cái bill gì đó. Còn cái cách mà tiểu nhân á, là bây giờ bạn chạy tới mẹt bạn bảo dưỡng. Đúng không? Bạn chạy tới mẹt bạn bảo dưỡng mà lấy cái report đó, xong bạn chạy ra chỗ đen bạn thay. Cách đó đó, cách đó là cách chơi không ai được hết đó. Nhưng mà thường thường xã hội nó vậy đó mà. Xã hội nó vậy đó, nó dụ như giờ ra đường nó quăng đúng cái report luôn, nó che giá lại. Nói nè, giờ anh thay này hết nhiêu tiền, đồ xịn nha. Không cần quá đơn cũng được, nhập lậu cũng được nữa. Nhập đồ lô bên Trung Quốc qua cũng được nữa, miễn hàng mẹt là được. Đó. Xong rồi nó thay một phát, một ví dụ như trong mẹt báo 300, ngoài nó báo 100, thằng kia ra ngoài thay 100, thằng mẹt không bảo dưỡng. Bảo dưỡng nhiều. 956 cộng với 160 triệu. Đổ nó hành con ta chạy xe tới lấy xe cho nó. Xong rồi ra report lại chỗ khác thay. Đổ có thằng nhỏ sale không ăn được phần trăm gì trong này luôn. Đó là cách tiểu nhân. Đó, thôi vlog cũng xin được khép lại đây đi các bạn. Chia sẻ cho các bạn nhiều cái góc nhìn về cái tờ giấy bảo dưỡng này thôi. Mình không nói mắc, không nói rẻ, tùy thuộc vào bạn bảo dưỡng vào giai đoạn nào và tùy thuộc vào bạn thay cái gì. Còn tất nhiên vô hãng cái gì nó mắc rồi, khỏi bàn. Bye bye. Hay thì mua súp đi ba, lái xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài.